Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup là ban Kaketun. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả với video của mình, bấm nút start chatbot nha. Mình sẽ nhận được tóc cần có hiệu là tắc kake, tê kake. Mình get được 1500 tắc kake là một tóc cần các tê kake là khoảng 0.0225 USDT nha các bạn. Và các bạn xoay vào iGroup. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn xoay vào nhóm chat. Kênh nhóm chat trên Challenge các bạn. Các bạn xôn xao, không có gặp trai thì các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh Challenge nữa nè. Kênh Challenge nữa thì các bạn vào, các bạn lướt xuống, các bạn bấm follow nữa các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Tiếp tục tờ Twitter các bạn follow fanpage, like và tờ tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nữa nè các bạn. Tóc cần này nó sẽ list sàn ban cái kia sẽ quá và sẽ cho cập giao dịch đầu tiên là dưới BNB nha các bạn, theo thông tin của mình tìm hiểu và bạn chỉ dẫn như từ quýt nè bạn. Rồi tất cả anh em tăng 3 người bạn vào nha bạn, 3 hoặc 5 mình. Sau khi các bạn tan ba người bạn vào, bạn bấm nút tweet nha các bạn. Sau khi tweet xong thì các bạn mới up lên nè. Bạn mở lên Telegram bot cho các bạn bấm vô submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link và profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình lên. Các bạn mở vào Twitter, vào trang cá nhân của mình, vào cài đặt, vào một bài và tin cùng chia sẻ, các bạn sẽ copy đường link Twitter mình nha bạn, các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Wallet and sang BNC cũng được đó các bạn. Thì mình khuyên các bạn dùng địa chỉ YouTube Wallet. Thì các bạn như vậy copy địa chỉ các bạn sao chép lên hoặc có thể bạn có thể gửi địa chỉ anh hát chút có lát cũng được các bạn. Rồi bạn bắt ở đây nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram channel của nó các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Bạn bấm done. Follow and delete and be bottom Z nha bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok bạn. Tất cả các bạn gì lấy đăng dép mà chia sẻ cho bạn bè những cái thân để kiếm thêm tốt càng nha các bạn. Vậy video hôm nay cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video có được tiếp theo từ mình nhé.